Ở video trước, Mạnh Phát đã giới thiệu cho các bạn một phiên bản xe máy điện rất là nổi tiếng của thương hiệu Espero dành cho các bạn nữ rồi đúng không ạ? Một chiếc xe với công nghệ ngập tràn với mức giá vô cùng ưu đãi. Vậy thì các bạn nam có vẻ thiệt thòi nhỉ? Xe Vespa kiểu dáng của Ý này đâu phải chỉ dành cho các bạn nữ đúng không ạ? Vậy thì các bạn nam đi xe gì? Thì ngày hôm nay tiếp tục một phiên bản xe máy điện đến từ thương hiệu Espero mang tên là Diamond Pro nhé. Phiên bản này thì các bạn nam các bạn nữ đều đi được. Tuy nhiên là một chiếc xe với đường thiết kế nó cũng cứng cáp hơn. Đây mọi người nhìn này, quả đèn kim cương này, ấn tượng. Vẫn có một giả led ở giữa, định vị đổi màu. Đây là phiên bản màu đỏ mận nhé. Logo thương hiệu ở đây sáng bừng sáng luôn. Giả led này chạy dọc nhìn rất là ấn tượng. Chúng ta sẽ thử bật đèn luôn để xem nó như thế nào nhá. Quả đèn bi cầu, à đèn led thôi, không phải bi cầu, led 2 tầng. Đấy, chứ phải là bi cầu nhá, nó mới chỉ là led 2 tầng thôi. À, không phải là bi cầu như phiên bản xe các bạn, đấy các bạn nữ đúng không? Có vẻ các bạn nam hơi thiệt thòi một tí. Xi nhan này. Đấy. Nhựa của xe cũng được thay đổi khi mà đồng màu cả trong cả ngoài. Nhìn chiếc xe rất là sang trọng, quấn hút hơn hẳn luôn, bắt mắt hơn hẳn luôn khi mà cái nhựa trong được thiết kế cùng màu luôn. Và màu đỏ mận này chúng ta nhìn cũng có cái gì đó nó cũng thể hiện ngay sự sang trọng. Đúng không ạ? Cái xe mà ngôn ngữ thiết kế một chiếc xe Vespa điện mà dành cho các bạn nam hoặc các bạn nữ cá tính thì cái phần đằng sau này nó sẽ vuông vức hơn. Nó không phải cái ngôn ngữ thiết kế kiểu đít con vịt, mà nó ngôn ngữ này thiết kế chắc là đít con ngỗng thôi. Đúng không ạ? Đít con vịt là nó sẽ nhọn. Nó sẽ nhọn và thon thon hơn, nhưng mà phiên bản này thì nó sẽ vuông vức hơn nha mọi người nhá. Đây, vuông vức cứng cáp hơn này. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Nhìn cái đường nét thiết kế đúng là nó sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Đây cái tay sách đằng sau nó cũng sẽ cao. Phiên bản kia tay sách nó sẽ vát xuống nhá. Để video sau Mạnh Phát sẽ làm video là so sánh giữa hai phiên bản để chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan hơn nhá. Tuy nhiên phiên bản này chúng ta sẽ nhìn thấy đường nét thiết kế nó vuông vức này. Đấy. Cái càng đằng sau của chiếc xe thì vẫn sẽ là càng nhôm, gấp nhôm rồi. Ok, chúng ta sẽ quay lại chiếc yên này. Đấy. Chiếc xe này có quá nhiều điểm cộng nhưng cũng không phải là không có điểm trừ. Cá nhân Mạnh Phát đánh giá cái yên này nó là điểm trừ của chiếc xe. Thật sự là một chiếc xe nhìn nó đẹp như thế này, thời thượng như thế này, nhưng mà một chiếc yên được thêu chỉ trắng với cái chất liệu da như này, Mạnh Phát đánh giá không thua. Có lẽ là Bitech nên đầu tư thêm 100 đến 200 nghìn nâng cấp lên phiên bản da mịn xịn sò hơn. Cái đường gân này nó lên cái màu nâu hoặc là cái viền màu gì đó, màu đỏ hay màu nâu hay gì đó, đại khái là nhìn nó sang hơn. Chứ cái yên này nhìn hơi rẻ tiền. Mặc dù chất lượng yên thì ngon. Đây, bên trong nó nhựa trắng rất là xịn nhá. Đây mọi người nhìn này, nhựa trắng nét như thế này. Thế mà quả yên bên ngoài nhìn hơi ối giời ôi. Đây là điểm trừ đầu tiên của chiếc xe này. Thật sự đấy. Mẹ cá nhân Mạnh Phát thì thích cái tay sách này sơn màu đen. Các bạn thì sao? Có lẽ là sơn cái màu bạc này nó cùng màu với cái này, mấy cùng màu giảm sóc. Thì nó mỗi người thích một kiểu, nhưng mà nếu là Mạnh Phát thích màu đen. Lái xe mà dành cho nam thì sơn thêm bonus thêm quả vành và giảm sóc màu đen nhìn cho khỏe, nhìn cho nó hầm hố luôn ạ. Động cơ 1.6, chiếc xe này cao, thoáng, đi rất là hay nhá. Công nghệ chiếc xe này có gì? Động cơ liệu có mạnh mẽ để phù hợp với các bạn nam hay không? Mặc dù xe điện là dành cho các bạn không cần phải bằng lái đúng không ạ? Nhưng tốc độ thì ai thì thích nhanh. Nhanh hơn một tí thôi đã là đi với bạn bè đã là hơn rồi. Chúng mày đi được 48 cây nhưng mà tao đi được hơn 50 cây. Nhanh hơn 1 cây rồi cũng đã là nhanh rồi, nhanh hơn 2 cây rồi cũng là nhanh rồi đúng không ạ? Đôi khi thể hiện đẳng cấp trong cái vấn đề đi làm thôi hay là đi học thôi cũng là một cái rất là vui đúng không ạ? Công nghệ của chiếc xe này vẫn rất là full. Đó là thẻ từ NFC này, mở khóa một chạm đấy, rất là sành điệu. Những cái công nghệ được áp dụng lên chiếc xe cao cấp đấy, rất là hịn hò nhá. Quay lại với chiếc xe này thì trước một chiếc xe với tốc độ tối đa, Mạnh Phát sẽ test thử cho mọi người và công nghệ của nó sẽ ra sao. Thì đây, chúng ta sẽ đi vào cái mục đó nhá. Một chiếc Vespa mở khóa một chạm với thẻ NFC. Đây, mở khóa một chạm này. Đấy, chiếc xe vẫn có những cái nút như là nút P này. Đấy, ở nút P này. Đấy, nút số này sẽ có hai số. Và tốc độ tối đa thì sẽ là bao nhiêu, test nhanh cho mọi người luôn nhá. 54 cây. Thì bonus thêm nút support tăng tốc thì tối đa của em nó lên được 59 cây. Cái này là anh em phải mạnh là có quyền tự hào rồi. Bởi vì chiếc xe trước Mạnh Phát test cho anh em nó chỉ lên được 58. Nhưng mà 59 đấy, Mạnh Phát nói rồi, một cây cũng là nhanh. Đàn ông con trai mà bao giờ phải đi trước đúng không ạ? Đấy, nên là phiên bản này đi được 59 cây anh em nhá, hơn phiên bản dành cho nữ một cây. Đấy, một cây cũng là nhanh hơn rồi. Đấy, xi nhan thì chắc chắn rồi, pha cốt này. Nó thêm một tính năng rất là hay của phiên bản dòng xe cao cấp mới có, đó là phiên bản nút tự cứu hộ.
Tức là khi mà chiếc xe chúng ta gặp trục trặc về hệ thống điện như là mất tay ga, gãy hay là gãy phanh các thứ thì chúng ta sẽ ở nút này giữ, chiếc xe chúng ta sẽ tự chạy với tốc độ 20 cây một giờ đến cửa hàng sửa chữa gần nhất, thì chúng ta sẽ điều khiển nó đến đó và thay thế và sửa chữa nhé. Nút này rất là hay ho đúng không ạ? Mở cốp thì chúng ta cũng tích hợp mở trên này. À, có một chiếc cốp nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Đấy, để đồ, chìa khóa, điện thoại. Đấy, một cái móc treo đồ ở đây. Đấy, bó nốt thêm một cái ổ khóa nhìn rất là sành điệu đúng không ạ? Mở ra, bên trong thì có một chiếc cốp rất là rộng, có một cái thảm để chân, bộ gương và một cái sạc. Sạc này cũng rất là xịn sò, đến từ thương hiệu gọi là Talon. Đấy, một thương hiệu sạc rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Đấy, rất là xịn, rất là bền. Sạc này rất là nổi tiếng bền. Có những chiếc sạc này ở Việt Nam dùng đến 4-5 năm chưa hỏng. 4-5 năm chưa hỏng. Thì Mạnh Phát đánh giá là bền. Đấy, và chiếc sạc rất là nổi tiếng, ngày xưa được trang hiệu bị cho những sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Zante, Moment Zante nhá. Động cơ của xe thì chắc chắn rồi. Aero thì nổi tiếng rồi. Động cơ 1600W. Đấy. Có một cái chi tiết nhỏ mà Mạnh Phát bật mí cho mọi người. Đó là xe, dòng xe Diamond Pro này thì nó sẽ cao hơn dòng xe Classic SE kia nhé. Cao hơn ở đâu thì mọi người sẽ nhìn này. Thông số lốp của phiên bản này nó là 350-10. Còn phiên bản kia nó sẽ là 300-10 nhé. Nên là phiên bản kia nó sẽ thấp hơn phiên bản này một chút. Đây, phiên bản này sẽ cao hơn. Đấy, như Mạnh Phát là cao 1m73. Đấy, thì ngồi chiếc xe này hoàn toàn bình thường. Đấy, nói chung là xe dành cho các bạn trai mà. Bạn trai thì chắc chắn nó sẽ cao một chút, là các bạn gái mà thích cái dáng nó gọi là cá tính thì chúng ta đi xe này hoàn toàn ok đúng không ạ? Các bạn nam thì ít lựa chọn, các bạn nữ mà đi xe các bạn nam thì bảo là cá tính, nhưng các bạn nam mà đi xe các bạn nữ thì như nào anh em tự biết đúng không ạ? Nên là con trai là hơi thiệt thòi. Các bạn nữ thì đi xe nào cũng được, nhưng các bạn nam thì hơi bị giới hạn. Thì đây chính là một trong những cái mẫu Vespa điện dành cho các bạn nam mà yêu thích cái kiểu dáng hay là cái phong cách thiết kế của lấy cảm hứng từ nước Ý nhá. Có một điều nữa các bạn, là con trai thanh niên mà chọn chiếc xe này cũng đáng để tự hào ấy. Nó là phiên bản này giá cao hơn phiên bản dành cho nữ. Phiên bản dành cho nữ Mạnh Phát giới thiệu cho mọi người đúng không ạ? Với mức giá là 17.500.000 miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Nhưng phiên bản này thì nó lại có giá lên đến 18.300.000 vẫn được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc đấy. Xe dành cho các bạn nam thì đắt hơn. Đắt hơn bởi cái gì? Thứ nhất là lốp 350, đắt hơn lốp 300. Cái thứ hai là nhựa này tốn tiền hơn, form nhựa này to hơn form nhựa kia anh em ạ. Đấy, nên là không biết là IC nó có khác nhau không mà sao tại sao con này nó lại lên được 59 mà con kia lên được 58. Bây giờ làm thử một vòng trải nghiệm nhá, để xem chiếc xe này nó có khả năng vận hành như thế nào. Cảm giác đầu tiên chúng ta ngồi lên là một chiếc xe Vespa điện khá là cao, thoáng. Rõ ràng rồi, một chiếc xe mà với ngôn ngữ thiết kế của Ý thì cái kiểu dáng ngồi chúng ta rất là sành điệu rồi đúng không ạ? Một dáng ngồi rất là sang chảnh, phần để chân rộng rãi, dáng ngồi đấy, để tay cũng là Việt Nam mình cũng rất là nhanh đúng không? Cái này thì Mạnh Phát cũng không có ý kiến gì, bởi vì là với mức giá 60 triệu đến hàng trăm triệu cho một chiếc xe Peugeot của Ý thì nó ngoài tầm với của những người đi làm, những người kiếm tiền, chứ đừng nói đến những các bạn học sinh đấy. Mà kiểu dáng đẹp thì ai cũng có quyền được làm đẹp, cái này là cái quyền tự nhiên của con người rồi. Quay lại câu chuyện một chút ở video trước, Mạnh Phát đã nói và video này vẫn nói lại cái câu nói đó. Đó là nếu như để bình chọn ra hãng xe điện năm nay có sự đột phá về công nghệ, kiểu dáng và giá thành hợp lý nhất thì rõ ràng D-Tech năm nay nó là một trong ba hãng mang lại cái điều đó. Thực sự là có khá là nhiều hãng, với một góc độ là một chuyên gia không phải là nhà bán hàng thì Mạnh Phát có thể kể cho mọi người một vài hãng mà năm nay nó có những cái đột phá rất là ấn tượng. Sẽ kể cho mọi người hai hãng nhé. Một là D-Tech, hai là Osaka. Osaka năm nay ra một vài mẫu Vespa cũng có cái kiểu dáng thiết kế rất là ấn tượng. Đấy, DK thì năm nay vẫn giữ phong độ khi mà họ có những mẫu xe vẫn rất là ăn khách như là Zomalai, Zomadic. Năm nay họ lên phiên bản đèn vuông. Tuy nhiên là vì năm ngoái họ quá bùng nổ về phiên bản Zomalai rồi mà năm nay họ lại không ra một mẫu xe nào mới, nên Mạnh Phát tạm thời không đưa vào những cái ba hãng có phong cách thiết kế đột phá nhất nha mọi người nha. Nhưng năm nay có D-Tech này và Osaka là hai hãng mà họ cho ra những cái mẫu xe mới mang tính đột phá của hãng, thì điều đó là điều Mạnh Phát đang nhắc đến, chứ không nói đến cái chất lượng là xịn hay là không xịn là chúng ta bàn cãi nhé. Mà câu chuyện là cái việc là ấn tượng khi mà cái sản phẩm mới. Thì trong hai hãng Osaka và D-Tech thì Mạnh Phát đánh giá D-Tech họ bình ổn về giá hơn, công nghệ họ nâng cấp rất là nhiều, động cơ họ lớn hơn đấy, thời thượng hơn, mà giá thành lại đang ưu đãi hơn nhá. Đấy, đây với một chiếc xe Diamond Pro này, với quay lại với mức giá là 18.300.000 thì rõ ràng với những công nghệ như này, chúng ta phải bỏ ra với một cái kiểu dáng giống như này, chúng ta phải tìm đến thương hiệu đó là Dibao Pansy SQ.
Đấy, và đi bao thì chúng ta phải có mức giá là 20 triệu 500 hay là đến 21 triệu thì phải. Đấy, chênh nhau với con này nó đâu đó khoảng 3 củ, gần 3 củ. Thì chúng ta chọn được một cái kiểu dáng giống như này. Có kiểu dáng này thì ít hãng bây giờ đang làm. Cái kiểu dáng này thì đấy là một trong những cái lựa chọn mà chúng ta đang có trong những từng phân khúc nhá. Đấy. Mạnh Phát thì luôn luôn là miễn phí vận chuyển cho các bạn trên toàn quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu muốn mua xe, bất kỳ xe mới nào tại Mạnh Phát, từ những chiếc xe hơn 6 triệu lại đến những chiếc xe có giá 20 mấy triệu cũng đều được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Đấy, cái này là cái mà Mạnh Phát kết nối được và tự hào giới thiệu với mọi người được cái điều đó. Còn nếu như mọi người muốn mua xe trực tiếp thì có thể qua thôi, hoặc là hotline Mạnh Phát thì đều có rồi. Website có, kênh TikTok, kênh YouTube đều có thông tin. Anh em cứ nhấc máy alo để tư vấn nhá. Và Mạnh Phát tự tin là hôm chiếc xe này sẽ là một trong những chiếc xe mà năm nay sẽ bán chạy nhất với mức giá phải chăng. Và anh em cũng đang chọn để mua xe đúng không ạ? Thì Mạnh Phát tin rằng đây cũng là một trong những sự lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo để anh em cân nhắc trước khi xuống tiền mua cho mình một chiếc xe mới vào năm nay nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.